Ba quy tắc thái giám và cung nữ tuân thủ khi trực cung từ hy. Số 1. Chậm trễ là phạt. Chúng ta đều biết trong hoàng cung thời xưa luôn có vô vàn những quy tắc, quy định nghiêm ngặt, bắt buộc tất cả những ai sống trong cung đều phải tuân theo. Từ hoàng đế, hoàng hậu cho đến các phi tần, cung nữ, thái giám và kẻ hầu người hạ. Đặc biệt là trong triều đại nhà Thanh, khi Từ Hy Thái Hậu còn tại vị, khi canh gác trong cung của bà có những quy tắc gì rất nghiêm ngặt mà thái giám và cung nữ phải tuân thủ. Quy tắc thứ nhất, trong hoàng cung mỗi khi đến 8 giờ tối, ở phía tây của cung sẽ được gõ tiếng vang truyền đến Trữ Tú Cung. Lúc này, tất cả những người hầu không phải ở Trữ Tú Cung phải lập tức đi ngay, bởi vì cổng cung sẽ ngay lập tức bị khóa lại. Sau khi khóa lại, không thể ra bên ngoài một cách dễ dàng được, bởi vì chìa khóa cổng cung không phải do người của Trữ Tú Cung giữ, mà giao cho thái giám phụ trách kính sự phòng giữ. Sau khi giao nộp cho thái giám, bất kể ai đi lấy chìa khóa đều phải đăng ký. Các mục đăng ký gồm có các thông tin chi tiết như thời gian, người lấy, lý do đi lấy khóa đều phải ghi rõ để xảy ra chuyện gì sẽ dễ điều tra. Điều này cũng có nghĩa là các thái giám làm ca trong cung đều phải chuẩn bị làm mọi việc trước 8 giờ để đề phòng xảy ra sai sót. Quy tắc thứ hai, các thái giám trực ca đêm trong cung Từ Hy Thái Hậu trước khi vào ca làm cần phải thông qua sự chỉ đạo của thái giám trưởng. Trước khi đi làm phải báo cáo với thái giám tổng quản Lý Liên Anh và để đếm số người. Sau đó Lý Liên Anh sẽ phân công nhiệm vụ cho họ và cuối cùng về Trữ Tú Cung bắt đầu trực ca đêm. Nếu có thái giám nào trực ca đêm, lúc điểm danh đến muộn thì chắc chắn sẽ ngay lập tức bị chỉnh đốn lại. Bởi vì đây là điều cấm kỵ trong hoàng cung, người hầu trực đêm tuyệt đối không được có bất kỳ một sai sót nào. Những quy định phân công cụ thể của các thái giám trực ca đêm đó là cửa Nam và cửa Bắc của Trữ Tú Cung đều có hai thái giám canh giữ. Một thái giám tuần tra ở các hành lang của sảnh phía Đông, phía Tây Trữ Tú Cung và cả chính cung của Từ Hy Thái Hậu. Có nghĩa là có tất cả tổng cộng 7 thái giám trực ca đêm trong Trữ Tú Cung của Từ Hy Thái Hậu. Họ sẽ chịu trách nhiệm canh giữ và hầu hạ mọi việc từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Quy tắc thứ 3. Thái giám khi thực hiện trực ca đêm, họ có thể được dựa tường hoặc ngồi dưới đất để nghỉ ngơi cho thoải mái. Có những chiếc đệm nhỏ chuyên dụng để giúp họ trực đêm. Thế nhưng tuyệt nhiên các thái giám khi đang trực không được phép ngủ quên, ngáy hay mê sảng. Nếu muốn ra ngoài thì phải có người khác giúp trực thay, không được phép tự ý rời chỗ trực. So với những cung nữ làm nhiệm vụ hầu hạ trong cung, thì những thái giám làm nhiệm vụ gác cung vào ban đêm tốt hơn rất nhiều, bởi cung nữ thường phải bên cạnh để hầu hạ chủ tử từ những việc nhỏ nhất, trong khi các thái giám trực đêm bên ngoài cung thường có ít công việc mà tinh thần cũng được thoải mái hơn rất nhiều. Có thể nói những thái giám và cung nữ hầu hạ trong cung khi xưa sống trong cung không dễ dàng một chút nào. Họ phải luôn hết lòng hầu hạ chủ nhân, tuân thủ mọi quy tắc, làm theo mọi yêu cầu mà chủ nhân hoặc bề trên đưa ra. Chỉ cần có sai sót nhỏ xảy ra cũng có thể khiến họ sống không yên ổn, thậm chí là mất mạng bất cứ lúc nào. Để tồn tại được trong cung thì họ phải biết chịu đựng, cố gắng làm việc tốt để không xảy ra những sai phạm nào. Vì sao cung nữ phải ngậm nước khi hầu Từ Hy Thái Hậu đi vệ sinh? Vào thời nhà Thanh, giấy vệ sinh dạng cuộn như hiện nay vẫn chưa được phổ biến. Thay vào đó, người xưa thường dùng loại giấy rất cứng. Với những người nghèo khó, họ thậm chí còn phải dùng lá cây, vỏ chai hay lõi ngô. Những người giàu có sẽ được dùng loại giấy vệ sinh cao cấp nhất. Đương nhiên, Từ Hy Thái Hậu, người nắm quyền lực lớn nhất thời kỳ của nhà Thanh khi ấy cũng không ngoại lệ. Với lối sống xa xỉ của bản thân, lão Phật gia đòi hỏi chiếc thùng gỗ đựng chất thải của bà phải được làm từ gỗ đàn hương cao cấp. Chưa hết, bà còn có rất nhiều yêu cầu quái đản khác đối với chuyện tế nhị này, đó là gì? Thủ tục đi vệ sinh phức tạp của Từ Hy Thái Hậu. Tại thời đại của chúng ta, khi mà sự riêng tư được xem rộng, đặc biệt là với các hoạt động vệ sinh, thế nhưng ở thời điểm đó, vị Thái Hậu quyền lực của nhà Thanh, Từ Hy lại không nghĩ như vậy. Khung cảnh mỗi lần bà đi vệ sinh đều vô cùng long trọng.
Không chỉ có đại thái giám Lý Liên Anh chuyên đứng cạnh hầu hạ, ông ta còn là người đích thân chăm sóc cho thái hậu. Xung quanh còn có rất nhiều cung nữ, thái giám đứng canh gác. Với nhiều người, họ sẽ cảm thấy rất khó chịu khi có đám người vây quanh như vậy, nhưng riêng Từ Hy thì lại cảm thấy dễ chịu vì điều đó. Thủ tục mỗi lần đi vệ sinh của Từ Hy vô cùng rắc rối, phức tạp. Bà có riêng một bộ trang phục chỉ mặc cho mỗi dịp này. Các cung nữ sẽ giúp Từ Hy thay bộ trang phục này. Sau đó, thái giám Lý Liên Anh sẽ dìu bà ngồi xuống chiếc thùng bằng gỗ đàn hương. Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến hậu thế phải cảm thấy kỳ lạ. Chi tiết khiến mọi người kinh ngạc chính là các cung nữ phải ngậm đầy nước trong miệng trong lúc chờ đợi thái hậu. Vì sao họ phải ngậm nước hầu Từ Hy đi vệ sinh? Thì ra, hành động ngậm nước trong miệng của các cung nữ là để sau đó họ sẽ dùng nó thấm vào giấy vệ sinh cho nó mềm và ấm hơn. Nguyên nhân là bởi giấy vệ sinh thời bấy giờ rất cứng và thô ráp, khiến cho Từ Hy rất khó chịu. Do đó, bà ta liền nghĩ ra cách kỳ quặc này. Sau khi được thấm nước, giấy vệ sinh sẽ được chuyển đến thái giám Lý Liên Anh để thái hậu dùng. Cách đi vệ sinh này của Từ Hy thái hậu khiến không ít người cảm thấy ghê. Họ cho rằng trong khoang miệng của con người vốn đã có vô số vi khuẩn khác nhau. Hơn nữa, vào thời phong kiến, việc sử dụng kem đánh răng và bàn chải cũng không phổ biến. Việc vệ sinh răng miệng của con người thời đại ấy sẽ càng không được chỉnh chu. Lượng vi khuẩn trong miệng đương nhiên sẽ càng nhiều. Yêu sách đặc biệt này của Từ Hy chỉ là một trong vô vàn những khía cạnh quái dị trong cuộc sống của vị thái hậu này. Qua đây, chúng ta không chỉ thấy được sự xa hoa lãng phí mà còn thấy được sự thiếu hiểu biết và phô trương đến mức lố bịch của vị thái hậu này.